Giữa tâm bão, thị nhân mong muốn cùng người yêu đồng giới vi vu Hàn Quốc, sừng hồ ba mẹ gây chú ý. Câu chuyện quán quân giọng hát Việt nhí 2014, Nguyễn Thiện Nhân công khai yêu người đồng giới và những mâu thuẫn với gia đình đang được đông đảo công chúng quan tâm. Sau những phân bua giải trình và đấu tố lẫn nhau giữa hai phía, nữ ca sĩ mới đây đã đăng story về việc muốn cùng người yêu sang Hàn Quốc du lịch để giải tỏa áp lực. Ngoài ra, giọng ca sinh năm 2002 còn gây chú ý về cách xưng hô đối với đối phương. Hiện tại, Thiện Nhân và người yêu đang cùng điều hành công ty về du lịch. Từ trước khi xảy ra ồn ào đến nay, hai người vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm khi cùng nhau đi du lịch, vi vu nhiều quốc gia như Thái Lan, Singapore và gần đây nhất là Hàn Quốc. Có thể thấy dù đang giữa tâm bão dư luận, nhưng hai người vẫn thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, bình yên bên nhau. Trong buổi phát trực tiếp, giọng ca cho biết cô bị chèn ép, ngột ngạt khi ở cùng người thân trong khi phía phụ huynh của nữ ca sĩ cho rằng con còn nhỏ dại nên bị người khác lợi dụng rời khỏi nhà. Thiện Nhân vẫn luôn khẳng định người yêu chính là cánh cửa mới cho cuộc đời mình, cô lên tiếng bên vực người yêu đồng giới. Trong khi bước ra khỏi gia đình con không có một đồng xu nào, là do N đã lo cho con hết tất cả. Đã kích N như vậy là một việc rất quá đáng, ai cũng có những cái hoàn hảo và không hoàn hảo. Mọi người đừng lấy sự không hoàn hảo của người khác ra để nói. Dù bị phản đối, cấm đoán từ gia đình nhưng Thiện Nhân vẫn quyết lựa chọn việc mưu cầu hạnh phúc và sống thật với chính mình. Khán giả mong đợi cô và người thân sẽ tìm được tiếng nói chung sau những lời ồn ào đáng tiếc. Nguyễn Thiện Nhân đang quen giọng hát Việt nhí ở tuổi 12, cô ghi dấu với các ca khúc âm hưởng dân gian, điệu ru như Mẹ yêu con, Cô đôi thương ngàn, Hình bóng quê nhà,